Hôm nay kênh Văn Thư TH sẽ chia sẻ cho mọi người cách nấu sứa bắp. Hôm nay bà xã đi chợ mua được mấy trái bắp nữ hoàng. Bắp này có màu tím, trong có màu tím. Người ta gọi là bắp nữ hoàng. Thấy lạ ngon. Luộc ăn thì thấy rất là ngọt. Cho nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn về nấu sữa bắp này. Chưa nấu cái sữa cái bắp nữ hoàng màu tím này bao giờ. Cho nên khi ra sữa thì không biết như thế nào. Và bây giờ cái lần đầu tiên nấu sữa bắp này, coi sau này nó ra thành phẩm như thế nào nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Chắc mình đầu tiên mình đã bỏ bớt cái lá già rồi. Và bây giờ sẽ lột. Mình lột cái này ra. Màu rất là đẹp đúng không? Nó là màu dạng như màu tím vậy á, tím đen. Chưa giờ nấu bằng cái sữa bắp này không biết ra cái thành phẩm nó là cái màu như thế nào. Nhưng bây giờ thấy cái màu đẹp mà cái trái bắp nhìn cũng đẹp lắm. Có chuẩn bị là 6 trái bắp. Trái này chắc không được, nó có lên ít mầm rồi không sao. Lát xử lý nó xong. Rồi cái số này bây giờ mình đưa đi rửa. Sữa bắp có 2, 4, 5 trái bắp và 2 bịch sữa tươi với 1 lon sữa đặc. Sữa đặc và sữa tươi mình để đó. Và cái gì mà mình sẽ bào nó ra. Mình đưa đi rửa xong mình sẽ bào nó ra. Rồi sau khi đây là mình rửa sạch rồi. Mình rửa nó sạch rồi bây giờ mình sẽ bào sợi nó ra. Cái này mình lấy dao mình bào ra nha mấy bạn. Mình gọt nó ra này. Bên ngoài cái vỏ thì nó tím tím á, còn khi vô trong hạt á thì nó vẫn là màu vàng nha. Đấy. Mình sẽ gọt hết cái phần cơm này. Sau một thời gian mình bào cũng được khá khá rồi đó. Rồi. Mình bào này. Cái này lát này mình bỏ vô nước mình luộc luộc chung với cái vỏ áo ngô non á. Đây, mình sẽ luộc chung với cái này. Giờ là mình đưa cái này đi rửa nữa. Rồi sau khi mình rửa xong á thì mình sẽ cho vô đây, cho vô cái nồi ha. Xong mình đổ nước vô, mình đổ chừng mình đóng khoảng 2 lít. Mình nấu cho cái bắp ở trong này á nó ra cho nó thơm cái nước, thứ hai là cho nó ngọt cái nước. Đấy, mình bỏ vô nhà nó xuống ấy. Bây giờ mình đi bắt ha, mình đi bắt mình nấu nó lên. Sau khi mình đã bào ra rồi á, thì đây là cái số phần cơm của bắp nha. Mình đã nạo mình ra đây. Bây giờ mình bỏ nước vô đây mình xay nhuyễn nó ra. Mình bỏ được chừng khoảng lít rưỡi nước. Nói chung mình cũng có thể lít rưỡi hoặc ít hơn cũng được, tùy cái số lượng bắp của mình thôi. Và bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái này. Đây mình dùng bằng máy xay sinh tố cầm tay nha. Nếu ai có máy xay sinh tố cũng có thể xay.
xay nhuyễn xong á, rồi bây giờ mình lóng nó đi. Cái số này bắp rất là nhiều, nói chung cũng rất là đặc rồi đó. Cái bắp màu vàng á, thì cái nước nó màu vàng. Còn cái bắp này nữ hoàng á, cái trái bắp nó màu tím á, thì xay vào đây nói thiệt là nó không có được cái đẹp mắt đâu. Cứ nhìn cái lợn cợn á, không có đẹp mắt một chút xíu nào. Nhưng mà nó rất là ngọt nha mấy bạn. Cái bắp thường nó ngọt ít lắm, cũng là ngọt. Nhưng còn cái bắp nữ hoàng này á, mua về á, luộc lên á, mình đã ăn thử rồi, nó rất là ngọt. Hôm đó bà xã đi chợ á, thấy người ta bán cho nên mua một ít về. Mình để dành mấy trái này mình nấu sữa bắp. Còn cái số mà luộc ăn trực tiếp là rất là ngọt á. Nếu mà bạn nào có ăn qua cái bắp nữ hoàng này rồi thì nó rất là ngọt. Và bây giờ mình sẽ đưa cái bắp này mình đi lóng nó đi. Mình đổ vô, mình đổ cái vợt mình lóng đi. Mình lóng hết, chỉ lấy cái nước nước bắp thôi. Hơi đặc các bạn. Nhìn vô đây các bạn có thể nghĩ là mình đang còn xay cái nước đậu đen á, mà thực ra nó là bắp. Người ta gọi là bắp nữ hoàng. Nó rất là đặc luôn. Cái cơm sữa và bắp nữ hoàng này nó cũng nhiều á. Nó hột nó cái hạt bắp á, nó bự. Thấy không? Đó. Mình cứ lóng lóng cho nó hết luôn đó, mình cái chát này cho nó nước á, cái sữa bắp ở trong này nó ra cho nó hết nha mấy bạn. Thực ra cái sữa bắp này mình nấu lần đầu tiên luôn á nha, tại mình thấy trên video á, mấy người làm á, thì có bà chị bà cũng nấu rồi, thì mình cũng học theo, vì hôm nay mình chia sẻ và cũng là lần đầu tiên nấu sữa bắp luôn, mong sao là nó sẽ thành công. Đó, mình mỗi lần mình lóng mình cứ đổ ít qua cho nó lóng ra, nó chạy hết cái sữa bắp này ra luôn nha mấy bạn. Trong này sữa rất là nhiều. Theo mình nghĩ bán thì không có, nhưng mà gia đình làm để uống bồi bổ cho sức khỏe thì điều đó tất nhiên. Bắp mà cái nào ngon cái nào ngọt thì mình làm thôi. Thực ra mình cái bắp nữ hoàng này hôm nay lần đầu tiên luôn. Cách đây mấy ngày có ăn cũng là lần đầu tiên. Hôm nay nấu sữa bắp này coi như trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời luôn nha mấy bạn. Mấy bạn xem mà cảm thấy hay nhớ ủng hộ mình nha. Like và subscribe kênh mình nha. Sau khi hết rồi thì mình bỏ cái bã nó đi. Nói chung hùng xay lần hai lần cho nên trong này chắc không còn đâu. Sau khi mình lược á, thì cái nước mắm mình luộc lúc nãy á, là có mấy cái cùi bắp mình đã bào cơm ra, mình luộc á, thì nó ra cái nước như thế này. Tại vì bắp nữ hoàng nó màu đỏ cho nên ra nó ra cái màu nước thế này. Mình đã lược bỏ hết rồi. Bây giờ còn lên nước độ chừng khoảng 1 lít á. Chờ 1 lít á, chứ không có nhiều. Xong rồi mình bỏ lên cái bếp á, mình đang đun nha. Cái bếp này mình xài bếp cồn, cho nên mình đang đun á, cho nó sôi lên. Và trong lúc đó thì đây cái thành phẩm lúc nãy mình xay là độ chừng khoảng, mình xem đây là được lít rưỡi cơm mà mình xay nhuyễn á. Và bây giờ mình đổ vô đây, mình đổ chung cái nước mình xay nha, mình đổ chung vô đây. Trong lúc mình nấu á, thì mình khuấy đều lên. Tại vì trong đó có sữa bắp á, thì cơm và hạt bắp á, sợ nó đóng. Mình phải khuấy đều tay lên và cho nó sôi lên để cho nó chín cái cơm bắp nha các bạn. Cái nước không có vàng giống như bắp Mỹ, nhưng cái nước này giống như nước đậu gì đó. Nhưng thực ra nó là bắp nguyên chất luôn nha mấy bạn.
trong lúc nấu chờ cho nó sôi lên cho nó chín bắp á, mình cứ quậy cho nó khỏi nó đóng ở trong. Ở trong lúc này thì mình đổ sữa đặc vô. Cái sữa đặc này thì tùy theo cái độ ngọt của mỗi người thôi ha, cho nên mỗi người có thể cho nó vừa. Khi mình cho sữa vào thì mình cũng quậy cho nó đều. Mình thì không ngọt cái lắm cho nên mình bỏ trừ lại một chút xíu chứ không có đổ hết cái lon. Còn sữa tươi á, thì lát nữa mình nấu xong á, thì để giữ lại cái độ ngọt, cái độ hương thơm của bắp á, thì lát nữa thì mình chờ tắt bếp rồi á, thì khi đó mình mới đổ với hai bịch sữa tươi vào để cho nó thơm, cho nó giữ cái độ ngọt và độ của cái bắp cho nó được hoàn thiện. Trong lúc nấu phải các bạn nhớ chú ý luôn luôn quấy đều nha, đều tay thì nó không có bị sánh hoặc nó bị cháy hoặc nó bị gọi là nó cháy với nó không còn cái hương vị của bắp nữa. Nó đóng trên cái giá mình này cho mình quậy không hết. Quậy đều và bây giờ cái nồi sữa bắp đã sôi rồi. Bây giờ mình tắt lửa. Sau khi tắt lửa rồi á, thì mình sẽ cho hai cho nó dịu lại cái sữa bắp đi để còn giữ lại cái mùi bắp với độ ngọt của bắp. Thì mình sẽ bỏ vào thêm đó là hai bịch sữa tươi. Cho vào hai bịch sữa tươi nha các bạn. Cho sữa và mình đảo nó đều lên. Sau khi cho hai bịch sữa tươi vào cho nó dịu cái nước và bớt cái độ nóng lại thì mình cho thêm nửa muỗng cà phê muối nha mấy bạn. Mình cho thêm một chút xíu mấy gram muối vào và quậy đều nó lên. Sữa bắp là có cái độ sáng quyện của nó rồi, không có lỏng rồi đấy. Mình quay thấy các bạn thấy không? Nó có cái độ sáng lại của nó rồi. Như vậy là cái nồi sữa bắp của mình nấu lần đầu tiên, tưởng là không có thành công nhưng mà thực ra bây giờ nó đã thành công rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái ly nha. Mình đong vô cái ly cho mấy bạn xem cái độ của cái màu cái sữa bắp nữ hoàng này như thế nào nha. Các bạn thấy chưa, cái màu sữa bắp nữ hoàng nó lúc đó màu tím tím, cái sữa bắp tím mà bây giờ nấu lên cái thành phẩm á, thì nó cái màu này giống như cái màu nếp cẩm vậy á, cũng có thể giống như màu đậu đen á, mình nấu lên nó dạng màu đục vậy á. Nếu mà nấu bằng hôm sau mình sẽ nấu bằng bắp Mỹ coi cái độ vàng của cái màu bắp như thế nào, còn cái bắp như thế này là ok rồi đó. Rồi chúc cả nhà nấu sữa bắp và uống sữa bắp vui vẻ nha. Video của mình đến đây kết thúc. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ like và subscribe kênh mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại.